Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi ha. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồng nghề nè. À, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển, anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship ha. Rồi đầu tiên cái mới số 1 nè, bán anh em là 200k, 200 ngàn ha. Rồi có cây khui bia khui rượu nè, rất là đẹp ha. Cây gấp nước đá, hai cây kéo, hai cái bắt giải ha. Cây kéo lử tưa nè anh em, kéo này và mấy cái muỗng nè, dao gọt giấy, cắt tỉa tóc, bấm ghim, ổ lết. Rồi số 1 200, rồi số 2 4 cây xà cầy đó, cũng 200k luôn nha anh em. Xà beng xà cầy 200k, 4 cây. Rồi số 2 200k luôn nha anh em. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ em ha.